Rồi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Và phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu Kiều Đàm. Từ khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm. Và trục đường này là 20m nha quý anh chị. Thì bắt đầu mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Rồi, hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người khám phá một căn nhà rất là đẹp trong khu Kiều Đàm. Với diện tích xây dựng là 5x18. Căn nhà được thiết kế gồm một trệt, hai lầu và một sân thượng áp mái ở trên. Với tầng trệt, một không gian rất là rộng rãi. Chủ nhà bố trí đậu một chiếc xe hơi 7 chỗ nhưng còn rất là rộng rãi và có thể đậu được nhiều xe máy. Đặc biệt của căn nhà này là hai mặt tiền trước sau nên là gió lưu thông qua lại rất là tốt, luôn luôn lấy ánh sáng tự nhiên từ tất cả các hướng của căn nhà và điều đặc biệt là những của các căn phòng. Căn nhà này được xây dựng rất là tinh tế theo một cái thiết kế rất là mới nên đó là tất cả các gian nhà được thông thoáng. Và ngoài hai mặt tiền trước sau thì chủ nhà có chừa giếng trời rất là thông thoáng. Và cái lối đi bộ, những cái cầu thang thì được bố trí rất là thoáng. Căn nhà thì nội thất cực kỳ cao cấp. Một số nội thất thì được nhập từ bên nước Ý về. Với một căn nhà rất là đẹp. Hướng của căn nhà là hướng đông nam. Đường trước nhà của căn nhà là 7m xe hơi tránh nhau. Với vị trí này thì di chuyển từ căn nhà này ra tới đường lớn khu dân cư Kiều Đàm tầm khoảng hơn 100m thôi. Và vị trí của căn nhà thì nằm trong một cái khu dân cư xây dựng rất là ổn định, rất là nhiều nhà cao cấp xây dựng. Quý anh chị cùng với Phước Sửu phân tích chi tiết hơn, rõ hơn về khu dân cư Kiều Đàm để thấy được cái căn nhà này nằm trong một khu dân cư rất là đẳng cấp tại Kiều Đàm. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào tránh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm, như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Mart. Chỉ 1km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít vào không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh trần xinh soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm nên nhiệt độ đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình nếu bạn đang có nhu cầu, do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới.
quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở tất cả các quận trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.